Kính chào quý vị khán thính giả. Thưa quý vị, ở video này tôi xin chia sẻ cùng quý vị cách để chuyển UST sang USDT trên sàn giao dịch Binance. Như quý vị đã biết, UST và USDT là hai stablecoin neo giá theo USD. USDT là một cái đồng stablecoin đang đứng top 1. Còn UST thì của mạng lưới Terra cũng đang nổi lên rất là nhanh. Thì ngoài cái chức năng là quý vị có thể chơi cái cặp này trên sàn, thì quý vị cũng có thể hoán đổi. Ở đây tôi sẽ vào trang chủ. Hoán đổi thì cũng rất là nhanh. Tôi sẽ chọn vào cái phần thêm. Quý vị kéo lên. Quý vị tìm đến cái phần giao dịch. Và bên dưới nó có cái từ chuyển đổi. Quý vị hãy chọn vào chuyển đổi. Rồi, ở cái ô thứ nhất, tôi sẽ chọn là UST. UST, đó. Ô thứ hai, tôi sẽ chọn là USDT. USDT. Rồi tôi sẽ nhập cái số lượng UST. Đó, ở đây tôi đang có 29,462 UST và tôi sẽ chuyển sang USDT. Bây giờ tôi sẽ chọn vào xem trước chuyển đổi. Đó. Thì giá của nó không có chênh lệch nhau đáng bao nhiêu đâu. 29,462 thì tôi sẽ được 29,523 USDT. Rồi bây giờ tôi sẽ làm mới này. Làm mới. Rồi tôi sẽ chọn vào chuyển đổi. Ok, đã thành công. Rất là nhanh. Thì đây là một cái tính năng nó giống như là quý vị hoán đổi các token trên các sàn DEX. Mà hoán đổi trên này thì nó không có mất phí. Đó. Rồi, đến đây tôi xin kết thúc video này. Nếu thấy video hay và bổ ích, quý vị hãy like, đăng ký, chia sẻ và theo dõi kênh. Quý vị ai chưa có tài khoản sàn Binance, quý vị có thể đăng ký theo cái mã giới thiệu và đường link tôi để bên dưới video này. Khi quý vị đăng ký theo cái mã giới thiệu của tôi, thì quý vị sẽ được giảm phí giao dịch trên cái sàn Binance.